Dạ, xin chào tất cả các anh cân thủ đã quay trở lại video 1187 của shop em nha các anh. Và hôm nay thì video tối nay có ISO nha các anh, ISO khuyên lớn hàng carbon để các anh câu đơn này, đánh ngâm, đánh ăn xê hoặc mình câu sông hồ, câu ao đều được hết. Cái dòng ISO carbon khuyên lớn này thì câu rất là đa dạng luôn nha các anh. Và phía bên tay phải em đây là những mẫu cần câu tay carbon em mới vừa về hàng luôn nha các anh. Có những cây cần cần giả trúc này, cần rút nha, cần câu rút chuyên mương suối. Có một cây là Dawa Keolab carbon nha các anh. Và bên này là dạng cần ISO mini. ISO mini rất là hiếm về hàng luôn nè các anh. Về được hai cây, một cây Ikada. Còn ba cây cần tay này là dòng chuyên câu mương suối, dòng cần tay Tenkara nha các anh, Tenkara chuyên câu mương suối. Và như các anh cũng thấy thì hôm nay em có ba món phụ kiện là một con máy câu này, lưỡi câu cá tra nha, lưỡi câu cá tra với lại một cái máy để quấn cước nha các anh, là quấn dù vào lại trong cái lô á. Đây, nếu mà mình không muốn câu nữa hoặc là mình muốn đổi cái dù cái cước khác. Và giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship mỗi đơn cần 40.000 một đơn, đơn máy đơn phụ kiện 30.000 một đơn. Các đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên, bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship ạ. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại có ghi ở bên góc trái màn hình 0933111365 nha các anh. Và đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến các anh, đây là mẫu lưỡi câu nha, lưỡi câu của hãng Dawa. Cái này thì về số lượng không có nhiều nên là các anh tranh thủ mình chốt sớm nha. Đây là lưỡi Nhật luôn các anh, lưỡi Nhật Dawa. Size to, size tầm là size số 10, chuyên câu cá tra nè. Chuyên câu cá tra, câu cá lớn săn hàng. Và nếu mà đặt trên vỏ ô ly á thì chiều dài của nó là hơn 3 ô ly một tí xíu nha các anh. Còn chiều rộng thì được 2 ô, dài hơn 3 ô, rộng 2 ô ạ. Lưỡi có ngạnh nha các anh, và các anh xem cái đầu lưỡi á, nó móc hẳn vào bên trong như này luôn. Khi mà chạm cá, cái tỷ lệ mà sảy cá rất là hạn chế nha các anh, rất là thấp. Vì cái đầu lưỡi này, thiết kế này, lưỡi có ngạnh, giữ cá rất là tốt nha các anh. Và một vĩ như này là 8 lưỡi ở bên trong, lưỡi Dawa nha, Dawa. Một vĩ như này là 8 lưỡi, lưỡi size tầm số 10, lưỡi to câu săn hàng. Và một combo như này á, thì em có tổng cộng là, để em xem này, 4 vĩ này, 5 vĩ. Một combo như này là tới 10 vĩ luôn nha các anh. 10 vĩ mà mỗi vĩ thì cứ 8 lưỡi. Combo 10 vĩ giá là 169.000, mã A nha, mã A giá 169.000. Số lượng không nhiều nên là anh nào mà mình tìm lưỡi xịn để câu săn hàng cá lớn thì mình tham khảo nha, chốt sớm nha các anh, 169.000 nha, mã A ạ. Và tiếp theo máy câu mã B. Mã B là một con máy cối nông, để anh nào mà đánh lục, chuyên câu lục xa bờ, đánh săn hàng cá lớn thì không nên bỏ qua em máy này nha. Máy chất lượng rất là tốt ạ. Thân máy là carbon, cối là cối kim loại nha các anh. Và khi em xoay này, nó sẽ có tiếng kêu. Khi mà các anh dòng cá hoặc là cá nó chạy, nó kéo cước đi, kéo dù đi á, thì mình sẽ nghe được cái tiếng kêu nha các anh. Đấy, tiếng kêu rất là bén luôn nè. Và máy này là dòng NGK 10.000. Vòng tua của máy 4.8 nha các anh. 4.8 này thì cái tốc độ thu dây của nó nhanh nha. Thường máy cối nông á thì em thấy nó tầm 3 chấm mấy thôi các anh. 3 chấm mấy thì mình xoay, mình thu cước vào nó sẽ hơi mỏi tay tí. Còn 4.8 như này thì thu dây nhanh nha. Và thông số cước, cước số 5 vào 550, số 6 402, số 7 207. Số 7 vào được 270 mét dây. Size 90.000 nha các anh, NGK. Gạt cước này. Con lăng mới ken luôn nha các anh, hàng đảm bảo đến tay các anh mới ken như trên video, không có lỗi lầm. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái, mình sử dụng tay quay bên trái hay bên phải cứ báo em đổ luôn nha. Đảo chiều tay quay được. Và máy này thì nó chế tạo á, nó sẽ có là chế độ tải nhanh nha các anh. Khi mà các anh siết cứng này, siết cứng mình chạm cá thì mình xoay nhẹ thôi là nó đã xả rồi. Nó đã xả cái cố này ra rồi. Khi có cái chế độ xả nhanh dành cho các anh chuyên đánh lục xa bờ và có chế độ chống rối dây cho mình nha. Có chống rối dây. Máy này thì mã B nha các anh, máy câu mã B có giá là 1.200.000. 1.200.000 máy câu mã B ạ. À. Và tiếp theo mã C. Mã C thì em xin phép giới thiệu đến các anh, đây là cái máy để mà quấn cước quấn dù vào nha. Quấn cước quấn dù vào. Ở đây bên này họ có chỉ dẫn nè các anh. Mình ví dụ mà mình quấn từ máy ra á, mình quấn từ máy ra, mình quấn vào những cái lô này để mình quấn cứ quấn dù hoặc mình muốn thay á, mình muốn thay mà mình không có nhiều máy hoặc là mình không có máy mà không có dù, không có cước để mà mình thay qua á, thì mình quấn vào những cái lô này.
Này, ở đây họ có hướng dẫn sử dụng này các này, cách lắp ráp lắp ráp nha. Này, lắp ráp rồi mình sử dụng quấn cú quấn vô vào này, xem. Thì ở bên trong đây là hàng mới nha các, mới kia là chưa có qua sử dụng. Cái này mình cố định vào mặt bàn này, cố định vào mặt bàn nó sẽ có cái tay quay ở này, thì canh gắn vào bên này, gắn vào bên bên này, gắn vào bên này để mà nó quấn dù vào nha. Với lại bên trong á thì nó sẽ kèm theo là một cái tu vít nhỏ nha các, tu vít nhỏ để các anh xoáy vặn ốc này, với lại một con ốc. Và cái bộ này thì có giá là 500.000 nha các, 500.000. Bộ này thì cũng hàng mãi về thôi, nhưng mà mới ken luôn, chưa có qua sử dụng nha, chưa có qua sử dụng mới ken. Có giá là 500 nha các, đây là mã C, mã C giá 500.000 ạ. Và tiếp theo thì em sẽ lên cần câu nha các. Đầu tiên em có một cây ISO, một cây cần ISO carbon chiều dài là 3 m, độ cứng 20 ạ. Bát thì nó sử dụng là dạng bát Fuji nha các, Fuji FS6 bát gập, bát Fuji FS6 bát gập ạ. Cần ISO carbon khuyên lớn, toàn bộ giàn khuyên thì sử dụng là khuyên Fuji nha các, toàn bộ giàn khuyên này là khuyên Fuji lọ sứ đen, khuyên Fuji sứ đen. Đo cần là đồng 1.9 ly ạ, đồng 1.9 ly, còn trọng lượng là 176 g nha các, 176 g, 3 m, cứng 20 này. Cứng 20 thì nó sẽ không quá cứng cũng không quá mềm nha các, không quá cứng không quá mềm, rất là ok luôn, không cứng không mềm, dễ câu nha các. Và mã cần câu số 1 590.000, cái này cần câu mã số 1 có giá là 590.000, 3 m, cứng 20 ạ. Và tiếp theo mã số 2, số 2 thì có một cây 3 m, cứng 15 nha các, nào nó thích đánh mềm, thích đánh cảm giác hơn tí thì mình lấy cây này phù hợp ạ. Hãng Tactic Enjoy Full Carbon xoắn toàn thân, bác sử dụng Fuji FS6 bát gập, giang khuyên thì full Fuji lọ sứ xám, cần có 3 lóng 3 khuyên chạy nha các, thay alo rồi nha, cây này thì thay alo, thay cái alo hãng. Thì bên em bán hàng bãi cho nên là hàng về như nào á thì em gửi cho mình như vậy, và em cũng giới thiệu mình như vậy luôn. Với lại giá thì cũng đã theo tình trạng cần nha các, ít xước, ít xước. Cây này ngoại hình tương đối, 3 m, cứng 15, đọt 1 ly 7, trọng lượng 180 g. Và cần câu mã số 2 ạ, mã số 2, cây này giá là 450.000, 450.000, cần câu mã số 2 nha các, 450. Tiếp theo mã số 3, cây này hàng hiếm nè các, hàng hiếm luôn, OGK, dài 3 m, độ cứng 8 ạ, độ cứng rất là hiếm nha. Có 3 lóng, 4 khuyên chạy, khuyên thì khuyên full hãng nha các, khuyên bóp đều là hàng khuyên bóp hãng hết. Nguyên zin của cây cần nha, cần cứng tốt lắm các, độ cứng 8. Ra cần nó thẳng tưng à, cây này nếu mà tính theo cần tay để canh dễ hình dung á thì nó cứng tầm 6-7H nha, 6-7H tính theo cần tay cho mình dễ hình dung. OGK nha các, OGK 3 m, cứng 8, đọt là 2 ly 2, trọng lượng 232 g. Và cần câu mã số 3 nha các, mã cần số 3 590.000, mã số 3 590.000 ạ. Tiếp theo số 4 thì em có một cây Alpha Tacker dòng Lucky Sunday, chiều dài là 2 m 4, độ cứng 15, cần Hàn Quốc xuất nhập nha các. Và độ mới của cái này đạt 95% nha, cần mới ken luôn, còn rất là sáng, rất là đẹp. Bát thì sử dụng là bát Fuji FS6 dạng bát gập, 3 lóng 2 khuyên chạy, khuyên full Fuji sứ xám nha các, 3 lóng 2 khuyên chạy ạ. Chiều dài là 2 m 4, độ cứng 15 nha các. Và thông số ngọn cần 1.7 ly, trọng lượng là 148 g. Và cần câu mã số 4, cái này có mã số 4 590.000, mã cần số 4 giá là 590.000 ạ. Tiếp theo mã số 5, số 5 thì em có một cây 3 m, độ cứng tầm M nha các, Silver Driver 3 m, cứng tầm M, 3 lóng 3 khuyên chạy luôn, khuyên bát nguyên zin, cái này thì nguyên zin này, Fuji lọ sứ xám, Fuji sứ xám, độ mới là tầm 95% nha các, nước sơn quá đẹp luôn, màu đen bóng toàn thân, 3 m, độ cứng tầm M nếu mà tính theo cần luôn, dòng Silver Driver, bát là bát Fuji, bát vặn. Và thông số ngọn cần, ngọn 2.3 ly, cây này thì có trọng lượng là 195 g. Mã số 5, giá cần 590.000, mã số 5, 590.000 ạ. Và tiếp theo mã số 6, số 6 thì có cây Suyumi nha các, Satsuter 3 m, cứng M, tải 17-21 g, tải cá từ 8-20 lb, cũng 3 lóng 3 khuyên chạy luôn các, màu nước sơn nó là màu xanh như này,
ba lóng ba khoen chạy luôn nha, màu xanh viền hồng, xanh viền hồng. Giang khoen phun Fuji loại sứ xám ạ. Suy mây 3 mét cứu mờ. Thông số ngọn cần là 2 ly nha các, còn trọng lượng là 250 g. Ngọn 2 ly 250 g. Mã cần câu số 6 nha. Cái này có mã số 6 và giá cần sẽ là 620.000, 620.000 cái này, mã cần câu số 6 nha các, có giá là 620.000. Tiếp theo số 7, số 7 thì có ISO mini nha các, và ISO mini cần rút. Và cái này thu gọn của nó vỏn vẹn chỉ có 42 cm thôi các. 42 cm thôi, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Chiều dài là 1m65. 1m65, thu gọn 42 cm, dòng Wonderful Fishing nè, bắt hãng bắt gặp. Dòng khoen thì là khoen hãng. Khoen hãng với lại nó có tổng cộng là 5 lóng nha các. 5 lóng với lại một cái khoen chạy. 5 lóng, một khoen chạy. 1m65, một dạng cần ISO mini dành cho các anh thích nhỏ gọn, đút ba lô, cốc xe mà đi du lịch dã ngoại đem theo tiện lợi nha các. Đọt là 1.9 ly, đọt 1.9, trọng lượng 120 g. Mã số là số 7 nha các, mã cần câu số 7, 350.000. Mã số 7 giá cần 350.000 ạ. Tiếp theo số 8, số 8 là một cây 2m1 nha các, cần của Hàn Quốc xuất Nhật, made in Korea. Chiều dài 2m1, cần ISO mini, khoen full Fuji, loại sứ xám, bát Fuji FX6 bắt gặp luôn. Khoen bát Fuji hết, 2m1 ạ. Nước sơn màu đen trơn này, đen trơn như này. Dạng khoen full Fuji sứ xám. Ngọn đây các, ngọn đặc nha, ngọn đặc nảy tốt. Ngọn đặc nảy tốt, chiều dài là 2m1, Hàn Quốc xuất Nhật ạ. Và thông số ngọn cần là 0.8 ly nha. Ngọn 0.8 trọng lượng 135 g và mã số 8. Giá cần là 390.000, còn con mã số 8 390.000. Tiếp theo số 9, em có cây Ikada này đẹp lắm nha các, OGK. OGK chiều dài là 1m65, dòng Excellent Ikada Rod này, 1m65. Hãng OGK, khuyên bắp hãng. Đọt đặc nha các, đọt đặc toàn thân luôn. Đọt này nó vừa nảy mà nó vừa dẻo dai nè, cũng dễ dai, chịu lực tốt lắm các, dòng cá bo cá cong vuốt ngọt cần luôn. Khoen thì dòng khoen full khoen hãng, khoen toàn bộ là khoen hãng hết ạ. Excellent mét 65 và thông số ngọn là 0.8 ly, cây này thì có trọng lượng là 108 g nha các, mã cần câu số 9, 550.000, mã số 9 và giá cần là 550.000 ạ. Tiếp theo mã số 10, số 10 thì em có một cây cần tay Tenkara, dòng cần chuyên câu suối, có chiều dài là 3m6. Đầu bu thì xoay 360 độ chống xoắn dây, đọt 0.7 ly. Zin nguyên bản, không heo hụt, không lỗi lầm nha các. Đây, tất cả những lóng này đều là lóng zin theo cần hết, chứ không phải là độ chế một lóng hay là sơn vào đâu nha các. Tất cả các lóng đều là lóng zin theo cần. 3m6, vỏn vẹn 78 g, nhẹ tên luôn nha. Vỏn vẹn 78 g và cây này thì nó có độ cứng là 3.5H, đọt 0.7 ly. Đọt 0.7 ly, trọng lượng 78 g. Và mã số 10 nha các, 1.250.000, dòng Thundershot nha, có cái hình logo là hình con chim. Hãng Thundershot 36. Mã cần câu số 10, giá là 1.250.000. Và tiếp theo là mã số 11. 11 thì có cây 3m5 nha các. Cây này thì nó sẽ có hai chế độ zoom là 3m và 3m5 nha. 3m và 3m5, có cái nắp chụp đi kèm đầy đủ hết ạ. Còn cái phần cánh tay cầm này là cánh gỗ nha các, vẫn còn nguyên siêu chưa bóc luôn. Cánh tay cầm cánh gỗ 3m, giờ có chế độ zoom 3m5. Đầu bu cũng xoay 360 độ. Các anh xem nguyên zin của cần nó là như vậy nha. Nguyên zin của cần nó là vậy. Những lóng này đều có cái viền màu cam nè các. Và cái cần này thì cũng tầm 3.5H nha các, 3-3.5H. Đọt cần sẽ là 0.8 ly, còn trọng lượng là 75 g ạ. Trọng lượng 75 g. Mấy cái dòng này nó nhẹ lắm các. Dòng cần Tenkara để câu xuống là nhẹ tên luôn. Cái này mình cầm mình đi câu mấy ngày cũng không mỏi tay đi nha. Nó nhẹ lắm, cầm như như không luôn. Nó nhẹ cực kỳ nha các, 75 g thôi. Và mã số 11, mã 11, 1.650.000, 1.650.000 cái này, mã cần con số 11 ạ. Tiếp
Tiếp theo mã 12, này cây này thì càng siêu phẩm nha các, siêu phẩm về hàng của Nissin. Nissin dài 3m9. 3m9 mà trọng lượng của nó rất là sốc nha các, có 45g mà, nhẹ tên luôn. 3m9 45g. Đọt cây này thì cứng 2.5 cho đến 3H. Hai lóng màu đen nè, cái lóng thứ ba thì giả trúc nha. Cái lóng thứ ba giả trúc. Chiều dài là 3m9 nha các, cứng 2.5 cho đến 3H. Cần dịu mảy, phù hợp canh gãy cá rô, cá diếc này, câu mương suối. Của Nissin nha các, Nissin 3m9 có một cái hộp đi kèm và nó có tem vàng đầy đủ hết ạ. Có hộp đi kèm, có tem vàng đầy đủ luôn. Và cái này thông số ngọn là 0.6 ly nha các, ngọn 0.6, trọng lượng 45g. Cần câu mã số 12, 1.850.000. Hàng cực phẩm, sưu tầm nha các, mã số 12, 1.850.000. Tiếp theo số 13. 13 thì có một dây cần câu lua máy đứng nha các, dài là 2m58. 2m58 độ cứng ML. 2m58 cứng ML. Phô carbon xoắn nổi toàn thân, khoen thì sử dụng là khoen Fuji lọ sứ đen ạ. Fuji lọ sứ đen, carbon xoắn gân luôn nha. Xoắn gân luôn, mình sờ vào có thể cảm nhận được luôn ạ. Dạ, 2m58. Bắt hãng, bắt vặn, cán tay cầm, cán mút. Cán tay cầm, cán mút nha. Và thông số ngọn cần, thông số ngọn cần là 2 ly. Và trọng lượng của cây này là 130g ạ. Cần câu mã số 13. Mã 13 giá của cây này là 750.000. Mã cần 13, 750.000 ạ. Tiếp theo mã 14. 14 thì có một cây cần chợ máy nha các, theo một cây cần tay chợ máy dòng Dawa Kevlar Carbon. Cần thì rất là đẹp nhưng mà quấn chỉ lại, cho nên là em sẽ để giá theo tình trạng cần nha các. Chứ cái phô xoắn ít hai da này của nó rất là chất lượng luôn, 4m5. Độ cứng 1, ra cần thẳng, tính theo cần tay thì được tầm 3.5 đến 4H ạ. Bắt đầu từ lóng thứ hai này là xoắn ít hai da rồi nè các. Hiện tại là tay chợ máy nha, có quấn chỉ lại cho nên là nút sơn của nó sẽ hơi xấu tí. Nhờ em để giá theo tình trạng cần rồi. Cái này nó có 5 lóng nha các, 5 lóng với lại cần giờ ra cũng thẳng lắm, cứng được 3.5-4H luôn. Xoắn ít hai da nè. Khoen thì là Fuji lọ sứ xám. Fuji sứ xám nha các. Và đo cần, đo của cái này em đo được là 0.8 ly nha các. Đo 0.8 ly Dawa Kevlar Carbon, bát Fuji FS6 bắt gập. Và trọng lượng của cần, trọng lượng cần là 175g nha các, 175g. Và cần câu mã số 14. Mã 14 giá cần là, và mã cần câu số 14 có giá là 950.000. Mã cần 14 giá 950.000 ạ. Tiếp theo mã số 15. 15 thì em có một cây Suyumi nha các, một cây cần tay chợ máy Suyumi dòng Metal Link này, 3m6, thu gọn của nó là 1m01 và có 4 lóng tất cả ạ. Có 4 lóng tất cả, bát Fuji FS6 bắt gập. Còn tay chạm máy luôn nha các. Cái này thì cái phô quá chất lượng này, mời các xem nha. Phô quá chất luôn, phô xoắn gân. Có cái nắp chụp nha các. Hàng về như nào á, em gửi kèm cho các đầy đủ như vậy, nên là mình nhận hàng mình vui lòng kiểm tra giúp em nha. Với lại kiểm tra ống nước nha các, kiểm tra ống nước hai đầu còn đầy đủ tem niêm phong thì mới nhận hàng, mới khui hàng kiểm tra nha. Từ lóng thứ hai này nó sẽ có 4 lóng và hết 3 lóng là xoắn gân nha các, xoắn nổi gân như này luôn. 36 còn quá đẹp, mảy tốt nha các, không bị quá cứng. Cái này đánh thì quá tuyệt vời rồi, canh gắn máy tầm 1.000-2.000 thì cũng đẹp nha. Nếu nào mà cần tìm máy 2.000 á, báo em gửi luôn cho các xem ạ. Và thông số ngọn cần sẽ là ngọn 0.7 ly. Và cái này có trọng lượng là 105g ạ. 105g, mã cần số 15. Mã 15 và giá cần là 850.000. Mã 15 giá cần 850.000, phần đẹp ạ. Tiếp theo mã 16, cần câu tay nha các. Và một cái cần câu tay cần gấp khúc ạ. Cần câu tay gấp khúc. Anh hàng mới về luôn, là em chỉ kịp trợ xương sơ qua thôi. Em chưa có thông số kịp luôn, hàng mới về trong lần video của con. Cái này nó đẹp mà nhẹ lắm con. Chiều dài á, thì là 36 mà trọng lượng có 65g thôi. 36-65g, nhẹ đẹp, cán tay cầm cũng chỉ.
có hai lóng giả trúc nha, hai lóng giả trúc và đầu bu thì xoay 360 độ chấm sóng dây, có hai cái nắp chụp đầu này, nguyên zin của cây cần nha các, cần đẹp cực kỳ luôn, mới 90%, 90-95% Suyumi 36, 65g thôi các, 65g. Còn đọt cần á, là đọt cần 1.1 ly, cây này ráp vào khoảng nãy 4H nha, 4H, mã số là 16 ạ. Mã cần 16, giá cần 790.000, mã 16 790.000 ạ. Và tiếp theo mã số 17 thì có cây Suyumi 5m7 nha các, cần câu cây carbon Suyumi 5m7. Cây này nó cũng nhẹ tên nè, có 45g thôi, cần cực kỳ nhẹ. Mà các xem Suyumi 2m7 45g. Tôi sử dụng là phôi carbon xoắn, ba lóng nha các. Ba lóng carbon xoắn toàn thân luôn, dài 2m7. Đọt nãy này không bị võng nha các. Cái này cứng 3.5H. Không có bị võng, ra còn thẳng cân luôn. Dòng này thì chuyên gãy rô giết nè, ở các con mương suối đều ok hết. Và thông số ngọn cần là ngọn 0.8 ly, trọng lượng 45g, mã 17 nha các. Mã 17 có tem vàng đầy đủ, giá cần là 490.000, 490.000. À, cái này em nhầm, cái này là 590 nha các. Sorry các. Cái này là 590.000 nha, 2m7 của Suyumi. Mã số 17 590.000. Tiếp theo mã 18, 18 sẽ là một cây 3m6. Dòng này là của Đa Hoa nha các, Đa Hoa cần ráp khúc, chiều dài 3m6, tay cầm quấn chỉ quấn dây mây, có bò xoắn toàn thân luôn, 4 lóng nha các, zin nguyên bản không có lỗi lầm nè, không dập không gãy không lỗi lầm, cần zin nguyên bản cho mình luôn ạ, 4 lóng, cần của Đa Hoa, Đa Hoa nha các. Và đọt cần sẽ là 0.8 ly ạ. Cái này đo 0.8, Đa Hoa và 36 nha các. Đo 0.8 và trọng lượng của con sẽ là 81g ạ. 36 81g. Mã số 18, giá con là 680.000 luôn. Mã 18 680.000 nha các. Này có duyên với số 8 nha. Tiếp theo là 19 nè, 19 thì mình có một cây con này là câu dây trong nha các. Câu dây trong và mình quấn trước bằng tay. Quấn trước bằng tay. Có buộc sẵn cái cục chì rồi cho nên nó sẽ hơi nặng tí. Rồi để em xem. Trọng lượng của cần này là 90g nha các, chiều dài 2m7. Trọng lượng 90g. Cái này mình quấn cước bằng tay nha, cánh tay cầm quấn chỉ nè. Suyumi có tên vàng đầy đủ luôn, luồng dây bên trong câu nha các. Luồng dây bên trong. Các xem ngoại hình cần nha. Rất là tương đối luôn, không có sai sức nhiều. Ngoại hình cây này ok nha các, ổn định. Và ngọn đây ạ, đây mà các xem ngọn của nó có cái màu nước sơn là màu xanh luôn nha các, màu xanh như này. Chiều dài là 2m7 và cây này luồn dây vào bên trong nè, ngọn nó sẽ to nha các, ngọn 1.3 ly, ngọn cần 1.3 ly, trọng lượng là 95g. Và cần câu mã số 19, mã 19, giá của cây cần này là 630.000. Mã cần 19, 630.000 ạ. Tiếp theo mã 20, 20 thì có một cây siêu star nha các, 4m5. Cần câu tay carbon lắm dài, 4m5. Dòng này trôi chép cũng nhẹ lắm các. Trôi chép hoặc câu mương suối, vỏn vẹn 106g thôi. Vỏn vẹn 106g, siêu star 4m5, còn nguyên túi đi kèm luôn, túi zin. Đầu bu này là bu zin nha các, họ quấn cái cước ở bên dưới cho nó chắc thôi. Họ kiểu họ quấn cước dưới này này, họ câu xong họ cắt ra thôi. Chứ bu này là bu zin của cần nha các. Bu zin của cần. Các xem tất cả các lóng. Nhận hàng vui lòng kiểm tra hàng giúp em nha, mẫu mã này. Đúng như trên video, không lỗi lầm, không dập gãy nó thanh toán nha các. Suta 4m5. Đọt cần là 0.8 ly, còn trọng lượng 106g, mã số 20. Cái này mã 20 750.000, mã 20 750.000, còn Hàn Quốc xuất Nhật nha các. Hàn Quốc xuất Nhật, mã số 20 750.000 cái này. Và cuối cùng là mã số 21. 21 thì có một cái túi, túi này là túi da xịn của Đa Hoa nha các. Ta xem cái đế này nó có khắc in chữ logo Đa Hoa. Và đây là dùng da xịn luôn nha. Da xịn
Nhưng mà các xem nó sẽ có một cái ngăn phụ ở bên ngoài. Ngăn phụ bên ngoài này á, em thấy là nếu mà các anh để cái cần câu tay á thì để cũng được luôn, để cần mét đổ lại để được cái túi ngăn phụ bên ngoài này luôn. Mới ken là các anh không lỗi lầm nha. Cái này không lỗi lầm luôn. Không có bị rách chỗ nào hết. Này, nó sẽ có một cái ngăn phụ bên ngoài. Đây là hàng xịn nha. Dành cho các anh dân chơi này, dân chơi chính hiệu luôn. Hàng rất là xịn. Là một cái quai để mà xách, còn đây là quai đeo nha các anh. Ở đây có cái lớp đệm để mà mình đeo mình đỡ đau vai nha. Đỡ đau vai. Rồi để mình đo xem cái chiều dài. Chiều dài thì như thế nào? Mét to, mét 6. Mét 6 các anh, mét 6 nha. Đây là hàng xịn nha, hàng xịn. Cái này là hàng em mua xách tay về chứ không phải là về trong lô bãi đâu nha các anh. Bên em bán thì chủ yếu là hàng bãi nhưng mà nó cũng sẽ có nhiều cái phân khúc hàng, có hàng giá rẻ và cũng có hàng cao cấp nha. Có hàng mua xách tay, hàng cao cấp, nhiều phân khúc để các anh thoải mái mình lựa chọn sản phẩm. Mình có nhiều sản phẩm, nhiều phân khúc khác nhau. Bên trong này cũng có một cái lớp đệm mỏng chống sốc cho con. Chiều dài là mét 6 nha các anh, mét 6, túi đa qua da xịn. À, và anh nào mà có ở Hồ Chí Minh á thì mình nếu mà muốn ghé xem trực tiếp thì em sẽ, inbox em thì em sẽ gửi địa chỉ cho các anh nha. Này, ở đây nó có một cái túi nhỏ này, có một cái ngăn túi nhỏ ở đây, đựng phụ kiện và đựng lưỡi câu trong này cũng được nha các anh, đựng lưỡi câu trong này. Chiều dài mét 6, còn chiều rộng là 15 cm. Túi này mã cuối cùng mã 21, giá là 2.150.000, 2.150.000 mã túi cuối cùng 21 nha các anh, hàng xịn của Đa Qua ạ. Em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em ạ. Chào tạm biệt các anh nha.